chào bạn bạn đang nghe audio chuyên mục răng hàm mặt trên website mạng y tế vn trẻ lưỡi và đeo trang sức trong miệng một vài người thích tạo dựng hình ảnh cá nhân bằng cách trẻ lưỡi và xỏ lỗ trong miệng tuy nhiên cách tạo dựng phong cách như thế này có thể đưa đến một số ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe trẻ lưỡi và đeo khuyên ở những vị trí như lưỡi môi má hoặc lưỡi gà mảnh môi nhỏ treo ở phía sau của miệng có thể gây nguy hiểm một vài người thích tạo dựng hình ảnh cá nhân bằng cách trẻ, lưỡi và xỏ lỗ trong miệng. Tuy nhiên cách tạo dựng phong cách như thế này có thể đưa đến một số ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe, trẻ lưỡi và đeo khuyên ở những vị trí như lưỡi, môi, má hoặc lưỡi gà, mảnh môi nhỏ treo ở phía sau của miệng có thể gây nguy hiểm. Hình 1 Trẻ lưỡi và đeo khuyên ở miệng là cách để thể hiện bản thân tác hại của việc trẻ lưỡi và đeo trang sức trong miệng sưng và đau giống như bất kỳ vết thương nào trẻ lưỡi và sỏ lỗ có thể gây sưng và đau khối sưng có thể nghiêm trọng đến mức làm cản trở khả năng thở nhiễm trùng trẻ lưỡi và những lỗ đeo khuyên cũng đưa đến nguy cơ nhiễm trùng nhiều trường hợp nhiễm uốn ván đã được báo cáo sau khi sỏ khuyên trên cơ thể vì miệng người có đầy các vi khuẩn nên có thể gây nhiễm trùng ở vị trí sỏ lỗ hoặc lưỡi sau khi cắt hơn nữa việc đeo trang sức trong miệng đem vi khuẩn trên tay tiếp xúc với nơi đeo khuyên. Điều này cũng có thể gây nhiễm trùng. Ngoài ra, thức ăn tích tụ xung quanh khuyên tạo cơ hội thuận lợi cho vi khuẩn sinh sôi nảy nở ở vị trí đeo. Khuyên, hình 2, nhiễm trùng ở một trường hợp cắt đôi lưỡi vết thương của quá trình cắt lưỡi và sỏ lỗ trong. Miệng là con đường để vi khuẩn trong miệng xâm nhập vào dòng máu. Trong cơ thể người sỏ khuyên các vi khuẩn này có thể liên quan đến bệnh viêm nội tâm mạc, một nhiễm trùng nguy hiểm có liên quan đến tim, chảy máu, mạch máu trong lưỡi có thể bị tổn thương trong khi phẫu thuật. Điều này có thể gây ra chảy máu ồ ạt. Hình 3, cắt lưỡi có thể gây chảy máu nhiều các rắc rối khác của việc trẻ lưỡi và đeo trang sức trong miệng mẻ răng. Người đeo trang sức trong miệng có thể cắn hay nghịch những đồ trang sức này do đó có thể vô tình làm nó va chạm với răng thật, mạo răng hoặc miếng chám. Các tiếp xúc này có thể làm mẻ hoặc nứt răng, vỡ các miếng chám hay răng giả. Hình 4. Mẻ răng ở một trường hợp đeo khuyên lưỡi tổn thương nếu Các tiếp xúc liên tục với cái khuyên có thể làm cho nếu bị tụt hoặc tách rời khỏi răng. Điều này có thể làm cho răng trở nên nhạy cảm với nóng hoặc lạnh. Sự tụt nếu làm bộc lộ chân răng, tăng nguy cơ bị vi khuẩn và axit trong thực phẩm tấn công từ đó có thể gây sâu răng và các tổn thương khác, làm nhiễu các hình ảnh tia ích. Các trang sức trong miệng có thể ngăn chặn sự truyền của tia ích cần thiết để tạo nên hình ảnh x quang. Hậu quả là khó thu được một hình ảnh x quang rõ ràng có thể giúp nha sĩ chẩn đoán chính xác bệnh sâu, răng và bệnh nướu hoặc những bất thường khác như là năng, khối u lành tính hay ung thư. Quá triển mô nướu, mô nướu xung quanh vị trí đeo khuyên có thể phát triển lên trên cái khuyên một quá trình dẫn đến sự dính chặt phần mô vào khuyên. Trong trường hợp này có thể cần phải phẫu thuật để loại bỏ. Hình 5. Quá triển phần mô xung quanh vật đeo nút và hít vào. Theo thời gian, khuyên đeo có khả năng sẽ trở nên lỏng lẻo và có thể bị rơi vào trong miệng. Trong trường hợp này nếu không được phát hiện và lấy ra kịp thời như trong lúc ăn uống, nói chuyện hay lúc ngủ thì khuyên có thể rơi vào đường thở hay đường ăn uống. Nếu rơi vào đường thở thì rất nguy hiểm vì có khả năng gây ngạt thở, dẫn đến tử vong. Trong trường hợp nuốt mất những trang sức lỏng lẻo này, nó có thể làm tổn thương hệ tiêu hóa. Hình 6. Các khuyên lỏng lẻo hoàn toàn có thể bị nuốt vào đường tiêu hóa. Đây chỉ là vài điều phiền. Toái liên quan đến xu hướng làm đẹp này. Vì vậy, dù xu hướng này có vẻ như là một cách thú vị để thể hiện bản thân, nhưng lại không an toàn và có ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Do đó, trước khi quyết định thực hiện, hãy tự cân nhắc những lợi hại của nó. Tài liệu tham khảo, http://zada.ada.org.content 143, 7 phần 814. Phun nội dung bài viết đến đây là kết thúc. Hy vọng bài viết sẽ đem lại cho bạn nhiều điều bổ ích. Chúc bạn luôn mạnh khỏe.